Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn, mẫu model của năm 2021. Và trong video ngày hôm nay, dịp cuối 10 ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2021 này, Top KVN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về mức giá, chương trình khuyến mại cũng như là chương trình về quà tặng và mức giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn và máy dầu tiêu chuẩn trong cái dịp cuối của tháng 8 năm 2021 này. Trong cái thời gian vừa qua thì anh chị chúng ta cũng có thể biết rằng Hyundai Santa Fe là một cái dòng xe duy nhất ở trong cái phân khúc hạng D mà toàn lọt vào top 10 những cái dòng xe bán chạy nhất trên thị trường. Các bạn hình dung là một cái dòng xe tầm tiền trên 1 tỷ đồng mà có thể góp mặt trong cái top 10 những dòng xe bán chạy, thì có nghĩa rằng Hyundai Santa Fe doanh số thực sự cũng đang rất là ổn. Mẫu model mới, rồi là động cơ mới, rồi là những cái trang thiết bị option cũng rất là mới. Điều đó đã mang đến những cái doanh số và sức hút rất nhiều cho Hyundai Santa Fe. Vậy thì trong cái thời điểm này, Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này, theo những cái thông tin mới nhất mình cập nhật được, thì về cơ bản phiên bản tiêu chuẩn mức giá đã bắt đầu là linh động được hơn tương đối là nhiều so với cái dịp đầu tháng vừa qua. Cho nên là Top KVN sẽ ngay và luôn lập tức cập nhật cho quý vị các bạn về chương trình giảm giá đến với những anh chị khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe trong phân khúc cơ D như này, hoặc nhá, những anh chị khách hàng chúng ta đang quan tâm tới những chiếc xe ở trong phân khúc crossover cỡ C cho phiên bản cao cấp, thì hoàn toàn Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này có thể là một sự lựa chọn cho quý chị các bạn trong cái thời điểm này, quý chị các bạn ạ. Với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có phiên bản xăng tiêu chuẩn và phiên bản dầu tiêu chuẩn. Bản xăng tiêu chuẩn thì đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 030 triệu, bản dầu tiêu chuẩn đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 130 triệu đồng. Thì em sẽ cập nhật lần lượt cho quý vị các bạn. Đây là phiên bản tiêu chuẩn các bạn nhé. Với mức giá lần lượt như sau, em sẽ cập nhật như sau này. Với phiên bản xăng tiêu chuẩn trước đi. Với mức giá là 1 tỷ 030 triệu đồng, nếu như lăn bánh ở tỉnh thời điểm này, anh chị khách hàng chúng ta sẽ bỏ ra là 1 tỷ 098 triệu đồng. Đó, mức giảm hơn rất nhiều so với cái dịp đầu tháng rồi. Nếu lăn bánh ở Hà Nội, các bạn sẽ bỏ ra là 1 tỷ 140 triệu. Và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 118 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại với phiên bản tiêu chuẩn nhé. Ở tỉnh là 1098, Hà Nội là 1140 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 118 triệu đồng để lăn bánh được Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng bản tiêu chuẩn. Thế còn phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp phiên bản tiêu chuẩn máy xăng thì sao ạ? Ở tỉnh quý chị bạn chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 309 triệu đồng, ở Hà Nội là 350 triệu đồng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 330 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại với phiên bản tiêu chuẩn máy xăng nhá, trả góp nhá, ở tỉnh là 309, Hà Nội là 350 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 330 triệu đồng. Đó là về phiên bản máy xăng tiêu chuẩn này, xong rồi nhá. Tiếp theo em sang phiên bản máy dầu tiêu chuẩn dành cho quý vị các bạn. Với mức giá lăn bánh tại thời điểm này của phiên bản máy dầu, sau khi trừ đi chương trình khuyến mại trong thời điểm này, thì lăn bánh ở tỉnh, quý anh chị các bạn chúng ta sẽ bỏ ra là 1 tỷ 205 triệu đồng, ở Hà Nội là 1 tỷ 248 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 225 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 1205 này, ở Hà Nội là 1248 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 225 với Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng bản tiêu chuẩn, bản máy dầu bản tiêu chuẩn quý chị các bạn nhé. Còn với phương án mà các bạn muốn mua trả góp phiên bản máy dầu tiêu chuẩn này, ở tỉnh quý khách hàng chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 340 triệu đồng, ở Hà Nội là 382 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 360 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Em xin nhắc lại nhé, với phương án trả góp phiên bản máy dầu tiêu chuẩn này, ở tỉnh quý chị các bạn chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 340 triệu, Hà Nội là 382 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 360 triệu đồng. Đó, trên đó là phần cập nhật cho phiên bản máy xăng tiêu chuẩn, máy dầu tiêu chuẩn trong dịp mới nhất 10 ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2021 này quý chị các bạn nhé. Đây là giá trong chương trình của tháng 8, trong chương trình những ngày cuối cùng của tháng 8 và cũng trong chương trình của tháng Ngâu. Vậy thì những anh chị nào, khách hàng nào chúng ta đang lăn tăn về cái vấn đề gì thì anh chị hãy cứ liên hệ trực tiếp với shortline ngay bên dưới màn hình này, hoặc còn thêm về những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện nữa thì mình sẽ trao đổi chi tiết dành cho quý bạn tùy từng thời điểm, mà mình sẽ cố gắng làm sao trao đổi cái mức phụ kiện sẽ là tặng cho anh chị một cách là cơ bản nhất dành cho quý khách hàng. Và sau đây thì em cũng xin phép là đi qua những cái đặc điểm cơ bản nhất, những cái đặc điểm chi tiết thông số kỹ thuật của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm, đang tìm hiểu lần đầu mua xe. Thì hy vọng rằng thông qua video này, giới thiệu này, khách hàng chúng ta có một cách nhìn tổng quan nhất và các bạn có thể đưa ra một quyết định mua xe một cách là chuẩn xác nhất cho mình. Thì đầu tiên trước mắt anh chị chúng ta để ý này, cái phần mặt ca lăng của Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ làm mặt ca lăng là hình lục giác, và toàn mặt ca lăng của chúng ta sẽ là bằng nhựa nhé. Những cái điểm mắt xích ở đây là bằng nhựa, thay vì
mặt ca lăng hình cái điểm chrome như phiên bản cao cấp, còn với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ làm một cái mặt ca lăng hình nhựa như này. Đâu đó nó sẽ bớt đi cái độ nổi bật hơn, nổi bật so với cả phiên bản cao cấp. Tuy nhiên thì mình cũng nghĩ là trong cái tầm tiền như này thì cũng rất ổn rồi. Còn tiếp theo thì em cập nhật sang anh chị đó là về phần công nghệ đèn trang bị của phiên bản tiêu chuẩn này. Thì với một cái đặc điểm nâng cấp đó là cả đèn pha và đèn cốt của chúng ta sẽ sử dụng là đèn full LED. Ngoài ra sẽ có một cái đèn gọi là đèn định vị, đèn LED định vị ban ngày đấy, theo hình chữ T này. Đó anh chị, trước mắt quý chị các bạn theo hình chữ T luôn. Và cái đèn LED này, đèn LED định vị ban ngày này, khi đi ban ngày nó sẽ rất là nổi. Còn bên dưới này anh chị chúng ta để ý này, đây chính là cái cảm biến ở phần đầu xe. Với phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ có 4 cảm biến phần đầu xe và cũng có 4 cảm biến ở phần đuôi xe, thì chút nữa mình sẽ chỉ cho anh chị. Đó, với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản mẫu model 2021 này thì rất là ưng được với những cái tính năng an toàn rồi những tính năng nâng cấp, nên dù là phiên bản tiêu chuẩn thôi nhưng rất là ổn. Ngoài ra bên dưới này anh chị chúng có một cái thanh cản trước này, thì đã được cái thanh cản trước này thì là thanh cản trước là được ốp nhựa anh chị nhé. Với phiên bản cao cấp của chúng ta sẽ là được ốp chrome ấy. Đó, cái thanh cản trước đó là được ốp nhựa, còn với phiên bản cao cấp chúng ta sẽ là được ốp chrome. Trên đó là cơ bản nhất những cái trang thiết bị về cái phần đầu xe trang cho cái chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này. Còn tiếp theo thì xin mời anh chị là chúng ta sẽ sang cái phần thân xe này đi. Sang cái phần thân xe của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này thì anh chị chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Đó chính là về cái phần mặt la răng đầu tiên của xe. La răng của xe là la răng là theo hình xoắn ốc và la răng 4 chấu. Và la răng ở đây là la răng 18 inch thay vì 19 inch. Với phiên bản cao cấp thì anh chị sẽ sử dụng là la răng 19 inch. Ngoài ra thì cả 4 bánh của xe đều được trang bị là phanh đĩa 4 bánh, có ABS, có cân bằng điện tử, có cảm biến áp suất lốp nhé. Với Santa Fe theo cái mẫu model mới 2021 này thì cái điều đặc điểm mình rất là ưng đó là đều được trang bị về cảm biến áp suất lốp cho tất cả các phiên bản rồi. Và thương hiệu lốp sử dụng ở đây sẽ là lốp Kumho. Thương hiệu lốp sử dụng của Toyota vẫn như cái thương hiệu lốp cũ, vẫn là lốp Kumho anh chị nhé. Đó là cái đặc điểm về cái phần la răng. Tiếp theo là sang cái phần gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu là gương gập điện, chỉnh điện, có cụp gương tự động và có sấy gương. Tuy nhiên với phiên bản tiêu chuẩn này của chúng ta thì sẽ chưa có cảnh báo điểm mù trên cái phần gương này. Với phiên bản cao cấp của chúng ta sẽ có thêm cái cảnh báo điểm mù ở phần gương này, thì khi mà có xe chúng ta vượt chúng ta thì chúng ta sẽ nhận biết được. Có tích hợp sinh nhan trên gương rồi, đó là đương nhiên rồi. Còn đây sẽ là cái phần tay nắm cửa của xe được tích hợp cái nút mở chìa khóa thông minh Smart Key rồi, giữ nguyên như phiên bản trước. Ngoài ra cái phần viền chân kính của xe cả ở bên trên và bên dưới của chúng ta đều được chrome rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp ly lông do nhà máy dán lên thì để nó bảo vệ cái phần viền chrome này thôi. Nhưng mà khi mà anh chị chúng ta nhận xe thì chúng ta sẽ lột cái phần ly lông này ra, nhìn nó sáng hơn, nó nổi bật hơn cho chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này. Đó là cơ bản nhất về cái phần sườn xe nhé. Còn sang cái phần trang bị ở cái phần đuôi sau này thì anh chị chúng ta quan tâm đó là cái gì? Đó là về cái phần đèn hậu đằng sau rồi những cái tính năng trang thiết bị an toàn. Phần đèn hậu đằng sau này thì nhìn cũng rất là đẹp, đặc biệt là khi anh chị chúng ta đi vào cái cung đường trời tối ấy, thì cái đèn này nó sáng lên. Cái công nghệ LED nó sẽ được phô diễn lên và nhìn nó được chia khoang, nhìn rất là đẹp luôn. Nó nổi khối, các bạn nhìn này, những cái đèn LED đằng sau nó sẽ chia khoang, nổi khối nên nhìn rất là đẹp và gây ấn tượng cho các xe khi mà chúng ta nhìn từ xa. Và có một điều nữa đó là đây là một cái đèn này, đèn trang trí thôi anh chị nhé, nó sẽ không sáng đâu ạ. Ngay bên dưới cái đèn trang trí này đó chính là cái phần cam lùi của xe, cam lùi tích hợp theo xe luôn. Đó là cả tất cả các phiên bản được chúng ta đều được trang bị về cái phần cam lùi này. Còn tiếp theo là cái phần cảm biến lùi với Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này thì anh chị chúng ta được trang bị là 4 cảm biến lùi. Như phần đầu tiên mình có giới thiệu đến quý vị các bạn đó, 4 cảm biến lùi, 4 cảm biến lùi về đằng sau này. Ngoài ra nữa thì cái phần khoảng sáng gầm xe của Santa Fe thì là sẽ có khoảng sáng gầm xe là 185mm, tương đương với 18,5cm anh chị nhé. Với Santa Fe mới này, khoảng sáng gầm xe sẽ là 185mm. Và cái chiều dài cơ sở của cái chiếc xe này của chúng ta sẽ là 2765mm, đó là 2m765 anh chị ạ. Đó, ở bên trên cái phần nắp của phiên bản tiêu chuẩn này anh chị cũng được trang bị đó là anten vây cá mập. Có một điều thiếu sót với cả phiên bản cao cấp đó chính là chưa được trang bị về cửa sổ trời. So với cả phiên bản cao cấp, với phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt thì chúng ta đã có cửa sổ trời rồi. Tuy nhiên với phiên bản tiêu chuẩn này sẽ chưa có cửa sổ trời. Còn về dung tích tiêu hao nhiên liệu của xe thì theo công bố của bên nhà máy, trong những cung đường kết hợp của xe sẽ là 8,92 lít cho một động cơ xăng.
với cung đường ngoài đô thị sẽ là 7,09 lít một động cơ 2.5 với dung tích tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 7-8 lít thì mình nghĩ cũng là tương đối ok, với hộp số là hộp số tự động 6 cấp như vậy là cũng tương đối ổn. Đó là cơ bản nhất về phần ngoại thất. Còn khi mà chúng ta trang bị vào không gian nội thất của xe thì cái đặc điểm mới nhất của Hyundai Santa Fe theo cái mẫu mới này mà bao giờ anh chị chúng ta có thể nhận biết được ngay, đó là đến từ vị trí của phần cần số. Cần số của bản theo cái phiên bản mới nhất, model mới nhất chúng ta sẽ sử dụng là nút bấm. Còn với cái phần cần số của phiên bản cũ sẽ là sử dụng là cần số tay theo kiểu truyền thống. Dạng nút bấm này thì sẽ tiện ích hơn và đâu đó nó cũng giúp chúng ta đi chúng ta sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Còn đây là vị trí của cái vị trí táp ly cửa, vị trí người lái chúng ta cũng đã được bọc da rồi. Một cái đặc điểm là cái nước da màu nâu của phiên bản mẫu model mới này của chúng ta sẽ là nước da nâu này sẽ sáng hơn nhiều so với cả nước da nâu của phiên bản 2020. Vị trí táp ly cửa, vị trí người lái được tích hợp đầy đủ tất cả những cái nút bấm điều chỉnh lên xuống kính, rồi khóa cửa, khóa gương, rồi là lẫy mở cửa cũng đã được ốp mạ chrome rồi. Số loa được trang bị trên Hyundai Santa Fe phiên bản mới này sẽ được trang bị là 10 loa nhé. 10 loa sẽ là 10 loa thay vì 6 loa như phiên bản của 2020. Vị trí ghế lái của phiên bản tiêu chuẩn này sẽ là ghế lái điều chỉnh 10 hướng. Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng nhá. Với thiếu sót một chút so với phiên bản cao cấp, đó chung là sẽ là chưa có nhớ vị trí lái. Sẽ chưa có nhớ vị trí ghế lái. Với phiên bản cao cấp chúng ta sẽ có nhớ được hai vị trí ghế lái. Với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ chưa được trang bị như vậy. Đương nhiên là cái số tiền chênh này cũng tương đối là nhiều. Ngoài ra khi mà vào không gian nội thất bên trong ấy thì anh chị chúng ta để ý này, đầu tiên là sẽ là cái phần vô lăng của người lái thì sẽ là vô lăng bọc da nhé. Bọc da vô lăng này là có được trang bị, đó là sấy vô lăng này. Ngoài ra trên vô lăng được tích hợp đầy đủ tất cả những cái nút bấm điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, cruise control, lẫy chuyển số trên vô lăng và phần đèn sẽ là đèn auto tự động này, gạt mưa cũng là gạt mưa auto tự động rồi. Cái điểm thiếu sót so với cả phiên bản cao cấp của chúng ta đó chính là chưa được trang bị về đèn pha tự động thích ứng. Ngoài ra cái màn hình của chúng ta cũng là mới hoàn toàn. Màn hình sẽ là màn hình cảm ứng sẽ là 10,25 inch và trên đó hệ thống điều hòa của chúng ta sẽ là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tương tự như cả phiên bản cao cấp của mẫu model 2020 và đương nhiên nó được trang bị nút đèn nổ start stop ở đây. Trên cái phần yên ngựa này chúng ta được trang bị đầy đủ tất tích hợp đầy đủ các nút bấm ở đây. Trên đó là được trang bị về ví dụ như là map này, radio này, rồi là điều chỉnh, rồi là tắt bật màn hình, rồi là tăng giảm về nhiệt độ của điều hòa, rồi là điều chỉnh âm lượng, rồi là chúng ta có nút về tăng giảm quạt gió. Đây chính là nút về phần cần số của xe. Cần số sẽ sử dụng là nút bấm, dạng nút bấm này sẽ khi mà chúng ta sử dụng quen thì chúng ta nhìn thấy là nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đặc biệt là được trang bị những cái nút bấm ví dụ như là hỗ trợ đổ đèo auto hold này, rồi là cảm biến, rồi là view toàn cảnh. Cái việc thiếu sót của phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ chưa có làm mát ghế và sấy ghế nhé, so với cả phiên bản cao cấp. Ngoài ra bên dây chúng ta được trang bị một cổng USB này, cái phần yên ngựa này một cổng USB này. Một với cái Santa Fe, một cái đặc điểm rất hay của phiên bản tiêu chuẩn này đó là chúng ta cũng được trang bị, đó chính là đèn nổ từ xa. Cho cả phiên bản tiêu chuẩn này vẫn được trang bị về đèn nổ từ xa. Ngoài ra nhé, chức năng đó là sạc điện thoại không dây ấy, thì cái chiếc xe bản tiêu chuẩn này hay bản đặc biệt, bản cao cấp chúng ta đều được có cái chế độ sạc không dây đó. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất, những cái trang bị mới nhất trong cái phần không gian nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này theo cái mẫu model mới này. Ngoài ra thì cái phần cửa sổ chờ thì chúng ta chưa được trang bị rồi, lúc nãy mình cũng đã giới thiệu đến anh chị rồi. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất không trong cái không gian nội thất này thôi. Ngoài những trong cái tầm tiền như này thì mình nghĩ là những cái trang thiết bị như vậy là cũng rất là ok rồi. Ngoài ra anh chị nhiều anh chị vẫn đã hỏi đó là cái đây chính là cái lẫy nhá. Cái lẫy này đó chính là cái lẫy ở bên dưới chữ P đấy ạ. Đó là chính là cái lẫy về cái phanh điện tử anh chị nhé. Số túi khí của trang bị của bản tiêu chuẩn này thì y nguyên như các phiên bản còn lại, đều được trang bị là 6 túi khí anh chị ạ. Trang bị là 6 túi khí cho cả 3 phiên bản. Trên đó cũng là mức cập nhật này, giới thiệu về những cái đặc điểm cơ bản nhất của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này. Về phần ngoại thất, nội thất mà trong video ngày hôm nay Top Car giới thiệu đến quý vị các bạn trong dịp nửa cuối còn lại 60 ngày cuối cùng của cho 21 này. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với cả số like ngay bên dưới góc trái màn hình này. Và cuối cùng thì xin chào và quý vị các bạn hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất trên Top Car VN. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau của Top Car VN.